Chào mừng các bạn đến với kênh của Lê Thế Thắng. Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu các bạn một mẫu đồng hồ Automatic 7 Freeday, một thương hiệu đang được rất được ưa chuộng trên toàn thế giới. Và đây là một bộ sản phẩm của nó, gồm có một cái hộp gỗ của 7 rất là to. Ok chưa, các bạn nhìn thấy chưa? Bây giờ tôi sẽ bắt đầu đi vào chi tiết chiếc đồng hồ nhé. Đây chính là nhân vật chính của chúng ta, một mẫu đồng hồ automatic của 7 Freeday. Mã của nó sẽ là bao nhiêu đây, dòng này là dòng dòng M. Ok chưa, đây là dòng M, các bạn có thể chỉ nhìn thấy chữ M series đấy, automatic. Sở hữu bộ máy của nó là bộ máy Miyota của Nhật nhé. Dòng này thì là tôi đang nói các bạn, đây là dòng Superfast. Ok chưa, nhưng mà nó sở hữu bộ máy Miyota của Nhật y hệt như với hàng hãng, chuẩn chưa? Chỉ khác nhau đúng ở chỗ là hai nơi sản xuất vỏ và lắp ráp khác nhau thôi. Ok chưa, hàng chính hãng với con này nó sẽ rơi vào tầm khoảng 33 triệu, còn với mẫu này hiện tại bên mình đang xả hàng chỉ còn dưới 5 triệu. Ok chưa, cam kết là máy Miyota Nhật xịn 100%, không khác hàng hãng gì cả, kể cả từ vỏ, từ máy, từ hộp, chuẩn chưa ạ? Các bạn nhìn thấy kim dây của nó là số đang quay ở phần ô nhỏ nhất đấy, đến ô tiếp theo thì nó sẽ là phút, ô tiếp theo nữa nó sẽ giờ giờ. Ví dụ như bây giờ nó sẽ đang là chỉ là 2:18 đấy, ok chưa? Cách xem giờ để chỉnh giờ thì rất đơn giản thôi, cái núm ở giữa này các bạn rút ra một nấc, sau đó các bạn xoay này, xoay theo chiều này, chữ chiều mũi tên này. Đấy thì nó sẽ bắt đầu xoay giờ. Con này rất dễ xem giờ thôi, rất hay, xoay nó sẽ rất êm. Đấy, sau khi chỉnh xong thì núm giữa các bạn đóng hết vào. Về thiết kế sai mặt thì nó là 47mm bo tròn, nó được đánh phủ bóng màu đen rất là sang và đẳng cấp, chuẩn chưa? Một hình vuông. Dây của nó thì là dây da thật, bền và êm tay, to. Nói chung là dành dụng tay vừa và to, hoặc là thích một dòng thương hiệu tuyệt vời, một chiếc đồng hồ cơ tuyệt vời, chuẩn chưa? Mình sẽ đeo thử lên trên tay để cho các bạn cảm nhận được khi mà lên tay nó sẽ tuyệt vời như thế nào nhé. Đây, khi đeo lên tay, kính của nó thì nó hơi xanh xanh, tại vì nó có tráng cái dầu phản quang chống chói ấy. Chính vì vậy mà các bạn lúc nghiêng các bạn nhìn thấy nó hơi xanh xanh, để khi mà ra nắng thì các bạn có thể nhìn rõ được cái đồng hồ. Thực ra nó cũng không to lắm đúng không ạ, mặc dù 47mm nhưng mà nó thiết kế bo tròn vuông góc vuông, chính vì vậy mà nó cũng rất là dễ đeo. Ok chưa ạ, một chiếc đồng hồ cơ như thế này mà đeo lên trên tay thì sẽ rất tuyệt vời để đi gặp bạn bè, gặp gỡ bạn bè, đối tác, khách hàng, tuyệt vời đúng không ạ? Đối với những bạn ở gần ở Hà Nội có thể qua trực tiếp cửa hàng của mình ở khu đô thị Tân Tây Đô Đan Phượng để xem và lấy sản phẩm. Còn đối với những bạn ở xa thì bên mình sẽ giao đến tận nhà trên toàn quốc. Các bạn nhận đồng hồ được mở ra xem đúng mẫu với lấy và thanh toán tiền. Số của mình đó là 0912681586. Một bộ sản phẩm của nó thì như lúc nãy mình giới thiệu đấy, bao gồm có một cái hộp gỗ của nó rất là to, và bên trong thì nó sẽ có cái thẻ bảo hành 2 năm, rồi có quyển sổ hướng dẫn nữa. Nhưng mà những cái gì mình hướng dẫn từ nãy giờ là cách sử dụng đấy thì cũng dễ dàng thôi, ok chưa? Khách hàng của mình thì có hầu hết ở 63 tỉnh thành trên cả nước. Các bạn có thể từ Bắc vào Nam, tỉnh nào bên mình cũng có hết. Các bạn có thể vào phần cảm nhận của khách hàng trên toàn quốc ở trên trang cá nhân Facebook của mình hoặc ở trên fanpage để xem và cảm nhận của họ khi mua, khi sử dụng và bên mình nói về mình như thế nào. Đồng thời đóng góp cho mình những cảm nhận của các bạn ở đó. Đó chính là cái nguồn động lực rất là to lớn giúp cho bên mình ngày càng hoàn thiện và phục vụ quý khách hàng ngày một tốt hơn nữa. Đừng quên theo dõi mình để xem những mẫu đồng hồ tuyệt vời ở những cái video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào thân ái và quyết thắng.